Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ trên vai, mình sẽ trên tay một sản phẩm rất rất là đặc biệt đến từ Asus. Và đặc biệt như thế nào thì bây giờ hãy cùng mình mở hộp cái chiếc hộp này. Bắt đầu. Chiếc hộp bí mật đến từ Asus thì mang cho mình một cái phong cách thiết kế rất là đơn giản. Các bạn thấy thì ở mặt trước này chúng ta sẽ có dòng chữ là Asus Zenfone. Các bạn thì chắc là rất là nóng lòng rồi. Ok, từ từ. 3, 2, 1, vô. Wow. Có rất rất là nhiều những phụ kiện bên trong này và mình sẽ đi từng phụ kiện một cho các bạn. Chân máy rất là to và mình rất là ngạc nhiên khi mà nó to hơn những cái keyboard, những cái chân máy bình thường. Chân máy chuyên nghiệp luôn, rất là chắc chắn và cũng như rất là to. Chất liệu là kim loại này, nó sẽ cho các bạn có được một cái khả năng sử dụng nó tốt hơn rất rất là nhiều. To như thế này thì chắc chắn là sẽ tải được không chỉ điện thoại mà với những cái máy cơ như là từ 5D hoặc là 6D, chắc chắn là cái chân máy này nó cũng sẽ cân được luôn. Bên trong này mình còn thấy là nó sẽ có một cái đầu dầu gắn vô cái chân máy này, rất là chuyên nghiệp luôn các bạn ơi, rất là to, rất là chắc chắn để cho các bạn có thể gắn những cái điện thoại của mình hoặc là các bạn có thể gắn những chiếc mạng lên đây thì cũng vô tư, rất là ngon. Tiếp đó thì đây mình sẽ có thêm một cái kẹp điện thoại nữa để gắn cái kẹp điện thoại vào đây để chúng ta có thể chụp ảnh, cũng rất là tiện lợi. Asus đã đánh mạnh về cái phần camera rất là nhiều khi mà hãng đã cho ra cái slogan đó là We Love Photo. Mình thấy là cái bộ phụ kiện này đáp ứng được rất là nhiều những cái nhu cầu để cho chúng ta có thể chụp ảnh tốt hơn rất nhiều. Ở đây nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái gậy selfie Bluetooth chứ không phải là gậy selfie bình thường đâu các bạn. Thiết kế cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần kẹp điện thoại vào và cũng như là chụp hình mà thôi. Các bạn có thể kẹp vào kết nối Bluetooth và chụp, không cần phải dùng những sợi dây nó gồm gà mà các bạn cảm thấy khó chịu nữa. Sẽ có một cái icon chụp hình này phía dưới này. Do là nó kết nối bằng Bluetooth, sử dụng một cái cổng micro USB để các bạn có thể sạc pin, có một cái đèn LED để báo hiệu là đang sạc hay là không sạc. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái lens wide, có nghĩa là nó sẽ cho các bạn có thể chụp góc rộng với cái tiêu cự là nhân 0.6, có nghĩa là thì khi mà các bạn gắn cái chiếc lens này vào thì nó sẽ rộng hơn rất rất là nhiều. À, nếu bạn nào mà chúng ta thích selfie thì có thể gắn cái lens góc rộng này để phía trước thì nó cũng sẽ cho chúng ta có thể lấy một cái góc rộng hơn ở phía sau này nữa. Ở bên này chúng ta sẽ có một cái cây để kẹp cái lens này vào, rất là chắc chắn và cũng như là đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cổng cáp micro USB để các bạn có thể sạc vào cái gậy selfie Bluetooth này. Và chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây nữa để các bạn có thể gắn vào cái gậy selfie Bluetooth, hay là các bạn nào không thích chúng ta có thể gắn vào điện thoại của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ test thử cái chất lượng bộ quà tặng đến từ Asus nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Thì đây chính là cái chân máy. Thì ở đây chúng ta sẽ có vị trí của tay cầm này. Nó có một cái đồ đo mực nước để giúp các bạn có thể cân bằng khi mà chúng ta quay phim hoặc là chụp ảnh tốt hơn. Nó sẽ có tổng cộng là 3 nấc này. Chiều dài về tổng thể của nó thì chắc chắn là sẽ rất là cao. Tuy nhiên thì một chút mình sẽ xả ra hết để xem nó sẽ cao như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ gắn cái đầu dầu vào. Thì các bạn thấy phía dưới này chúng ta sẽ có cái lỗ này. Chúng ta sẽ đút vào đó và xoay nó ra cho nó rộng một chút thì các bạn đè vô. Rồi sau đó xoay lại cho nó cứng một chút, cứng và rất là chắc chắn như thế này. Và đây được xem như là một cái chân máy chuyên nghiệp. Các bạn thấy là phía trên này chúng ta sẽ có một cái bát để gắn cái mảnh vào đây. Tuy nhiên thì do nó được tặng từ một nhà sản xuất điện thoại nên là sẽ được tặng kèm thêm một cái kẹp nữa, cũng được gọi là cái bát, để các bạn có thể gắn vào đây, chúng ta có thể gắn điện thoại vào đây sử dụng. Tuy nhiên thì mình sẽ thị phạm trước cho các bạn về cái chiếc máy ảnh này của mình. Đây là chiếc 6D đến từ Canon, rất là hồng hố. Mình sẽ mở ra và gắn vào đây. Rồi sau khi mà các bạn dặn cứng xong thì chúng ta sẽ gắn lại. Ở một cái vị trí thấp nhất thì các bạn thấy thì cái chân máy này nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 50cm. Bây giờ thì mình đang xả ra, có các nấc khá là dài. Khi mình xả ra vị trí này thì nó sẽ cao tầm khoảng 1m2. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể nâng cái chiều cao của cái chân máy này lên. Ở đây có đầu xoay để nâng chiều cao này, các bạn có thấy rất là dễ dàng. Đó, để mình nâng hết nấc thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1m6. Đây được xem như là một cái chiều cao khá là ấn tượng cho một cái chân máy. Nó cưng cái chiếc 6D này của mình thì hơi yếu một chút xíu. Cái chân máy này thì nó cũng sẽ phục vụ chủ yếu là cho các bạn chụp ảnh và cũng như là quay phim bằng điện thoại. Để một cái mảnh quá to thì cái chiếc máy này thì nhìn nó cũng hơi yếu đi một chút xíu. Bây giờ thì mình sẽ thử xoay qua xoay lại để xem cái chân máy này nó sẽ có đáp ứng được hay không. Ở đây khi mà mình thực hiện những cái động tác như là lia và cũng như là xoay trái xoay phải như thế này thì thực sự thì mình nó cho mình một cái cảm giác cũng khá là tốt để cho các bạn có thể quay phim và cũng như là chụp ảnh cho những cái chiếc máy cơ như thế này. Do đây là một cái sản phẩm mà được Asus dành tặng cho các bạn khi mà các bạn mua chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro, nên là mình nghĩ là cái chân máy này thì nó
sẽ đáp ứng tốt hơn khi mà các bạn để cái chiếc điện thoại vào cái chân máy này chụp ảnh, tại vì điện thoại thì chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn và cũng như là nhẹ hơn cái chiếc máy ảnh này rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ gắn cái kẹp này vào đây. Đó, gắn cái này nó đơn giản hơn nhiều khi mà các bạn gắn cái máy ảnh vào. Gắn vào thì do cái chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro chưa có về nên là mình sẽ thử dùng bằng cái chiếc Asus Zenfone Lite này của mình. Đó, các bạn thấy gắn vào đây rất là đơn giản và cũng như là rất là nhỏ gọn để cho những cái chuyến đi săn ảnh của các bạn trở nên nó thú vị hơn. Bấm vào phần camera để chúng ta có thể chụp hình hay là các bạn có thể quay video lại thì nó cũng rất là tuyệt vời. Đây chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại đến từ Asus này, một cái chân máy, và sẽ tuyệt vời hơn nữa khi mà chúng ta sẽ có gì đây. Mình sẽ có một cái lens góc rộng để cho các bạn nào mà chúng ta đam mê chụp ảnh phong cảnh thì nó sẽ rộng hơn, rộng như một hang động luôn. Và do cái lens này của chúng ta nó có một cái đầu kẹp ở đây nên là gắn nó vào chiếc điện thoại thì cũng rất đơn giản. Các bạn chỉ cần kẹp vào đây cái lỗ này vào đúng camera chính thì chúng ta sẽ bắt đầu chụp hình cho một góc chụp rộng hơn rất là nhiều. Đơn giản quá đúng không? Và cuối cùng là một món phụ kiện mà đặc biệt các chị em sẽ rất là thích, đó chính là gậy selfie Bluetooth. Chúng ta sẽ không còn những sợi dây gồm gà mà các bạn kết nối vào điện thoại nữa, mà thay vào đó là chúng ta sẽ kết nối cái chiếc gậy selfie này với điện thoại của chúng ta qua Bluetooth. Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần gắn vào. Thì do đây thì mình đã kết nối Bluetooth rồi, gắn vào cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần mở máy ảnh lên, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu selfie. Đơn giản thôi. Và nếu như bạn nào mà chúng ta có ý định muốn sở hữu bộ quà tặng rất là độc đáo này đến từ Asus thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần lên H5 Mobile và đặt hàng trước cái chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2017 thì sẽ có cơ hội nhận về cho mình một bộ quà tặng rất là độc đáo này. Lưu ý với các bạn thì chỉ có 100 người đầu tiên mới được nhận bộ quà tặng này thôi. Ngoài cái bộ quà tặng này thì nếu mà các bạn đặt hàng tại H5 thì sẽ có cơ hội nhận được quà của H5 rất là giá trị. Và link đặt hàng của chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro thì mình sẽ để ở phần bên dưới video này, các bạn có thể nhấp vào để tham khảo. Nếu mà các bạn thấy video này hay vỡ hãy nhớ like, share và cũng như là subscribe kênh YouTube của H-Channel. Mình là Trọng Lê, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye. Bây giờ chắc nhảy lầu luôn quá. Cao quá các bạn ơi. Rất là cao. Kìa. Nhảy nha. Thôi ghê quá.